Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nhé. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ nha anh em ơi. Đây anh em ơi, hiện tại hôm nay thì Khải sẽ sơ đồ lơ thanh cho anh em xem. Hiện tại lơ thanh đang có cho mình đó là top 8 anh em à, top 8 với 83 mạng. Ui ít mà sao đam khỏe điểm nhiều vậy ta. À ông này farm quái à, Nervouser. Hiện tại tính ra ông này đi farm Nervouser khá là nhiều, 235 mạng Nervouser và 83 người. Khúc cuối đam không được ai đậu xanh. Thì Khải sơ đồ cho anh em xem. Đậu xanh tính ra bên này hôm nay tống được 4 người top thôi, còn lại 6 người kim và Khải cái may bắn người top 9. Khải sẽ sơ đồ cho anh em xem nha. Ad này ad giờ đang anh em ơi. Lê Thanh hiện tại đang top 8 tống kim. Đầu tiên đang sở hữu mình một cây nón đủ nón ngon nha. Sinh lực 127, kháng hỏa 19 và chón 30. Giờ đang thì cứ ưu tiên sinh lực nha anh em. Sinh lực càng cao thì nó sẽ càng trâu nha. Tiếp đến một cây vũ khí Y 19-20, sinh lực 129, đẹp gơ luôn anh em ơi. Đẹp gơ luôn anh em ơi, sinh lực cao luôn nha. 19-20, sinh lực 129, hai món này sinh lực quá tuyệt vời. Tiếp đến gia truyền kháng cảm 10, sinh lực 30. Áo 40, sinh lực 43. Thì áo với gia truyền thì mới kích được nón với vũ khí nha anh em. Rồi tiếp đến là đai lưng làm chón 30. Quên, đai lưng kháng lôi 30. Nhận kháng lôi 19, nhận kháng lôi 17, sinh lực 199. Giày kháng lôi 17, sinh lực 97, khá đẹp luôn. Một cái nhẫn sinh lực cao 130. Và tay làm chậm 40 dòng 1. Ngọc bội chón 30. Đó, anh em có hỏi mà giờ đang đi set đồ tầm này như thế nào thì set đồ này là gọi set đồ tầm trung nha anh em, đỡ đánh nha anh em. Và set đồ này được có cho mình là 80 chón nha mọi người. 80 chón và ưu tiên sinh lực khá là cao. Đó. Cái ngọc bòi chỉ lấy được dòng chó với sinh lực 82 thôi nè. Bao tay thì lấy được làm chậm 40. Đó, giờ đang này đánh cũng khá là ok. Trong trận đấu này chúng ta vừa đam và vừa đam quái luôn nè. Vừa đam vừa đánh quái luôn. Và hôm nay thì thấy tên là lạ là Khải soi cho anh em xem. Lượng kháng lồn khá là cao. 17, 17 là 34, 34 cái này là 64. 64 với cái này 10 nữa là 74 kháng lôi rồi. 74 kháng lôi và kèm với 19 kháng hỏa. 19 kháng hỏa là 38, 38 với 10 này là 48 kháng hỏa nè. Đó, cứ tầm trung tầm này là vô cắn lắc là đánh ok nha anh em. Nói chung set đồ này thì cũng khá là rẻ, không có quá mắc đâu. Giá chiên này thì Khải nghĩ nó khoảng tầm 4 đến 5 kim thì khoảng 300.000. Đó, 300.000. Còn vũ khí này khoảng 1 kim là khoảng 70.000. Nón này cũng khoảng 1 kim hơn, đó cũng 70.000 nữa. Áo này thì khoảng 500 xu, 30.000 mà thôi. Bao tay này thì khoảng 2 kim, khoảng 100-150 đi. Đó. Đại lưng này khá là đắt, đại lưng này chắc khoảng tầm 5 đến 7 kim thì nó khoảng tầm 400.000. Nhẫn thì khoảng 500 xu. Nhẫn này cũng khoảng 500 xu. Ngọc bội này cũng khoảng 500 xu. 500 xu là 30.000 thôi nè. Giày này khoảng 1 kim. Đó. Nói chung là tổng set đồ này thì cũng không quá mắc nữa nè. Tổng set đồ này thì khoảng hơn gần 2 triệu thôi nè. Nếu mà còn chiếu dạng này bình viễn thì tổng set đồ này khoảng tầm 2 triệu quay đầu nè. Nói chung là đây là set đồ tầm trung nè. Đó, giờ đang set đồ tầm trung 2 triệu là đủ chơi rồi nè. Và hôm nay cũng đánh có top tống kim là gọi là quá ok rồi. Nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ một like chia sẻ cho Lê Thanh, cũng như ủng hộ Duy Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Đó, set đồ chung là vũ khí thủy phá hành nè anh em. Đó, nhiều anh em hỏi thì anh em cứ theo set đồ này mà anh em mạch anh em đánh là ok thôi. Những server nào đồ xanh đó thì nó sẽ tương đối như thế này anh em. Đó, 80 chón 40 trọng vậy thôi. Khăn lôi 3 món, kháng hỏa 2 món. Đó. Rồi, 2 món hơn thì một cái chuyện kháng tất cả áo kim và nhận kim. Đó, đừng quên một like chia sẻ nha em ơi.